Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh tin mới nhất. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi cho các bạn những video đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng trong 24 giờ qua. Còn bây giờ lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc hôm qua, đã trích dẫn lời người phát ngôn đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói rằng tuyên bố tình trạng lũ lụt tại các tỉnh là vô cùng nghiêm trọng, khi các đập bị vỡ hàng loạt và nước sông thì tràn lên bờ, khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập vào ngày hôm qua như vậy. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam. Quan chức thành phố Trịnh Châu và nhiều thủ phủ ở nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ lụt. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động lũ từ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với cả khủng hoảng. Tại sao Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 2? Là bởi vì cấp độ báo động nguy hiểm ở Trung Quốc ngược với cả Việt Nam. Trong khi Việt Nam thì từ cấp 1 cho đến cấp 2, cấp 3, cấp 4 là cấp báo động đỏ, cấp báo động cao nhất. Còn ở Trung Quốc thì ngược lại, Trung Quốc từ cấp 4, cấp 3, cấp 2 rồi đến cấp 1, nghĩa là cấp 1 của Trung Quốc ở mức báo động đỏ cao nhất. Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến cho hệ thống giao thông của hàng chục thành phố khác như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng hoàn toàn các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng là 200mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở tỉnh Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản gấp trong đêm ngày hôm qua. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân Trung Quốc đã được điều động để giúp đỡ người dân đến những nơi an toàn để trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải và dường như mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt dài tới 200m. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè, với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, tình trạng đô thị hóa, xây dựng đập tràn lan và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông thôn được cho là khiến tình hình mưa lũ Trung Quốc gặp những vấn đề vô cùng tồi tệ. Hôm qua, một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản suốt trong đêm ngày hôm qua. Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để cứu một vài con đập. Hiện con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng các quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu như tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn có tên Trung Quốc nữa. Khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh như Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây. Vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều, hoạt động trên diện rộng, nhiều người phải sơ tán ra khỏi những khu vực bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xảy ra giờ trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Theo trên trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển, thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn êm, nệ ấm. Họ vẫn tiến hành các hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều tới 300 tàu thuyền các loại mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, vòi rồng và cả tên lửa sang ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay.
Cục Hải quân, Hải quan của phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông, kéo dài một tháng gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và các đê đã chặn dòng nước chảy giữa các sông làm cho mực nước dâng cao và các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo của Trung Quốc cho biết thì phía Trung Quốc đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ từ đầu năm tới nay, gây ra nhiều hiểm họa khôn lường cho ba con sông Dương Tử, Mekong và Trường Giang, đặc biệt là sông Trường Giang. Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng một siêu đập lớn hơn cả siêu đập Tam Hiệp, nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn nhất bất thường 31 ngày liên tiếp và đây là ngày thứ 32 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to gió lớn như vậy. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc phát đi cảnh báo về dông bão lũ lụt liên tiếp trong 31 ngày qua. Mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát vào những hình ảnh và những đoạn video được truyền tay nhau từ những người dân Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong biển nước được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Theo tờ People News cho hay, thì cuộc chiến đến giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến cho việc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Theo hãng tin ABC News cho hay, thì kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ của phía Trung Quốc được xây dựng từ những thập niên 60-70 và bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ và là một điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo khu vực Tây Nam của phía Trung Quốc có khả năng đón nhận đợt mưa lũ lớn nhất bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, kéo dài khoảng 4 tháng. Lượng mưa đổ về khu vực trung và hạ nguồn sông Trường Giang tiếp tục tăng cao. Trong những ngày vừa qua, thì kể từ đầu tháng 3 đã có 5 đợt mưa to gió lớn. Tính đến ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã đón nhận tới cơn bão số 12. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo, dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 31 ngày qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất từ đợt mưa lũ này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là mức gần khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng nặng nề. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm lánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên do nhà nước Trung Quốc công bố. Ban chỉ huy phòng chống mưa bão ở phía Trung Quốc đã ra quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo rất cao. Tất cả các vùng miền của phía Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước lũ và nhiều khả năng sau đợt ngập lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai và dịch bệnh. Còn nhớ là năm 2021, Trung Quốc đã đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua hơn 3 tháng mưa to, gió lớn, khiến cho tình trạng điện đường trường trạm bị phong tỏa khắp mọi nơi. Và chắc chắn là trong một vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và khí tượng nhà nước Trung Quốc cũng như trên thế giới đã nhận định rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đón nhận cơn bão số 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Đây chính là một điều tồi tệ đang xảy ra đối với Bắc Kinh. Và nếu như Trung Quốc không cẩn thận thì sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Đây cũng là thông tin vô cùng không vui cho chính phủ Bắc Kinh, nhưng lại là tin rất tuyệt vời cho Triều Tiên, cho các nước mà quân đội phía Trung Quốc đang đi xâm chiếm, trong đó có Ấn Độ và liên quan tới tình hình mưa bão Trung Quốc. Mới đây thì Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc không tập trận ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước thông tin cuộc tập trận kéo dài 10 ngày trên Biển Đông, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc liên quan đến các hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi quyền tài phán trên biển phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS năm 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam, không có hành vi làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc MSA cho hay, cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 đến 15 tháng 3. Thông báo không nêu rõ quy mô của cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Một phần của khu vực trên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và Việt Nam trước đây đã lên án về hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó ấn biểu tượng chuông ở bên phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.